Hôm nay em tiếp tục chia sẻ với chị em mình cái công thức áo cổ vuông ha, cổ vuông xẻ chữ V. Thì em sẽ chia sẻ cái thân sau ha, một cái thân sau nữa. Thân sau nữa, tạm thời cái này để đây chút xíu em nói. Cái thân sau nữa là mình xẻ sau lưng ha, như cái áo mẫu hôm trước em nói đây. Mình xẻ sau lưng để mình đâu sống mình tra nút ha. Hoặc chị em mình tra dây kéo, mình lớn tuổi mình không thích làm nút thì mình tra dây kéo. Chị em không thích xẻ ở dưới thì chừng nữa mình bít lại ha. Còn ở đây là em hướng dẫn chị em mình mai xẻ phía sau ha. Xẻ phía sau là nó cũng rất là cầu kỳ, nếu chị em mình cắt cái form nó cái tỷ lệ nó không đúng, mình xẻ lên nhìn mình nhìn cái lưng mình nó bị to, nó không đẹp nha. Cái thắt lưng nó phải đúng thì khi mình xẻ lên nó mới đẹp. Rồi cái độ nghiêng tức là cái độ xéo của cái tà mình á, nó cũng đúng tỷ lệ thì mặc lên nó gọn. Còn nếu chị em mình làm nó nhọn quá cũng không đẹp, mà nó thẳng quá cũng không đẹp, thì hôm nay em làm chi tiết cho chị em mình. Với lại nữa là cái áo mẫu của mình á, thì cái tay liền chị em mình nhìn ha, cái tay liền thì hôm nay em sẽ chia sẻ cái thân sau, nhưng mà cái tay áo bình thường nha, cái tay áo bình thường tay phồng, nhiều kiểu tay phồng nha. Bắt đầu em sẽ lên nhiều form tay phồng. Cái tay phồng thì là cái nách bình thường chứ không phải tay liền ha. Rồi tiếp tục, sau khi em chia sẻ xong cái áo mà cái tay dúng này thì em mới chia sẻ cái form tay liền này riêng nha. Thì khi chị em muốn may form tay liền này mà xẻ cái đường đâu sống vậy thì chị em cứ áp dụng lại mình theo công thức cái phần vai phần tay theo cái áo tay liền, còn cái phần lưng thì mình áp dụng theo cái lưng này vẫn được nha. Rồi tiếp tục em nói về cổ này xíu. Thì cổ vuông của mình, nếu mà chị em mình mà may khéo, cái kỹ thuật nha, nó có kỹ thuật. Nếu chị em mình may khéo thì mặt nó đứng form. Còn nếu mình chị em mình may không có kỹ thuật là may xong nó bị vảnh ra như vậy ha, thì mặt lên nó sẽ nhìn nó sẽ không đẹp. Cho nên là em sẽ chia sẻ chị em mình cách may luôn. Với lại nữa là em sẽ chia sẻ chị em mình cách may nẹp. Nẹp rời. Đây em có kẻ cái đường phấn sơ sơ để chị em mình nhìn ha. Tức là chừng nữa em sẽ cho may nẹp rời. Chị em thích mà ghép màu khác thì mình ghép. Còn mình thích may màu một thứ thì mình may một thứ. Rồi em sẽ chia sẻ cái cách để mà trang trí trên cái diềm. Nếu mà mình may cái nẹp rời. Cái nẹp rời nó rất là quan trọng. Mà nó rất là dễ sáng tạo kiểu. Chị em mình có thể cắt cái form áo y như em hướng dẫn. Chị em nào có nay bụng hoặc là chị em nào thích mặc thoải mái, chị em mình cứ cắt thân trước phần dưới lớn ra. Để mà chừng nữa mình dúng cái phần thân áo lại, cái nẹp vẫn giữ y cũ. Còn phần này mình cắt lớn ra để mình nhúng lại hoặc mình xếp ly lại ha. Thì chừng đó em sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cái cổ ha. Bây giờ em chỉ nói sơ. Rồi cái áo lửng của mình thì em sẽ chia sẻ nhiều form tay, nhiều form cổ. Tiếp theo là một cái form cổ nữa thì cũng sẽ đâu sống lưng, mà cái này thì tra dây kéo ha, không có gài nút. Thì em kéo dây kéo ra để em chẻ cho chị em mình nhìn thấy cái cổ rõ hơn. Đây cái cổ trụ. Cái cổ trụ nhưng mà chị em mình mai cổ nằm, nó không có dựng lên cái cổ mình, nó không có chật chội cái cổ ha. Thì ở đây em may hoàn toàn cùng một thứ vải, em viền cũng cùng cái vải với nó, mình xử lý để mình viền thôi. Nhìn nó kiểu cọ một chút nhưng mà nó rất là tiệp luôn, nó không có màu mè gì hết. Rồi chị em mình thay vì tra nút sau lưng mình tra phía trước. Sau lưng mình đã tra dây kéo rồi ha. Thì cái hàng nút này chị em mình hạ tới đâu thì chừng nữa em sẽ chia sẻ theo từng kiểu. Thí dụ chị em mà may áo cổ trầm mình mặc ở nhà bình thường mình tra nút tới đây thôi. Phần dưới may cổ trầm bình thường vẫn đẹp, mà mình may xẻ xuống dưới luôn vẫn đẹp ha. Còn phần cổ thì chị em mình thích mặc kính thì cứ cài kính. Còn mình thích mặc hở thì em sẽ chia sẻ cách cho chị em mình may hở. Hở thì chị em mình cứ bỏ nút ra ha, mặc bỏ nút ra, nó hở ra nó vẫn đẹp. Mình thích hở sâu thì mình bỏ nút ra sâu. Nhưng mà ở đây thì em may cái áo này là em may cho khách mình mặc kính nha, kính cổ. Thì cái cổ áo trụ này chị em áp dụng cho đầm được nè, chị em mình áp dụng cho áo sơ mi được ha, áp dụng cho áo kiểu được. Em sẽ chia sẻ từ từ ha. Bây giờ mình bắt đầu mình làm thân sau. Thân sau có xẻ đâu sống lưng, mình tra nút vẫn được hoặc mình tra dây kéo vẫn được ha. Thì số đo thì vẫn y như cái thân áo, vẫn y như cái thân áo ở cái video số 1 của mình nha mấy chị. Cái thân áo này là mình không có đâu sống lưng, mình cắt thân liền. Rồi cùng một số đo này mà em hướng dẫn chị em mình một cái thân áo có đâu sống lưng. Để chừng nữa thí dụ như em mình thích may xuông thì cứ may theo cái form này. Tức là cái video đầu tiên đó ha, của cái công thức áo lửng. Thì ở đây em cho là cái mẫu này là cái thân sau mẫu A ha. Rồi tiếp tục nữa thì tiếp tục là cái thân sau mẫu B, tức là có xẻ đâu sống lưng. Còn thân trước thì em sẽ chia sẻ nhiều cái kiểu cổ áo, từng bước rồi em chia sẻ từ từ. Rồi số đo thì vẫn y như là cái số đo thân áo mẫu A của mình nha. Chiều dài 52. Chiều dài này thì em nhắc lại là chị em mình thích may lửng hơn thì đo ngắn hơn vẫn được nha. Ở đây gọi là áo lửng thì chị em mình chỉ được may nửa mông trở lên thôi, chứ không được may dài hơn. Bữa nay xài tới con gà rồi Phúc. Tại cái tờ giấy này nó cuốn nè, chị sợ nó cuốn nè. Nãy ủi không kỹ.
Rồi đầu tiên ha, mình làm thân sau thì chị em mình cũng bỏ xuống. Từ trên mình bỏ xuống 1,5. Chị em mình nếu mà có thước gốc thì chị em mình canh thước gốc nó dễ nha. Chị em mình canh cái bìa phía bên vải xếp đôi mình bằng với thước. Thì mình kẻ ngang một đường nó sẽ ngay. Rồi tiếp theo nữa là chị em mình hạ cổ. Tiếp tục nữa chị em mình xuống 3,5 như thường lệ nha. 3,5 hạ cổ như thường lệ. Rồi mình kẻ ngang. Kẻ ngang một đường. Tiếp theo nữa là mình lấy hạ nách. Hạ nách thì mình đo từ đường số có dấu hoa thị mình nha. Đường phấn số 1 là mình bỏ không ha, mình để không tí xíu nữa mình mới sử dụng tới. Đường phấn số 2 là đường phấn có dấu hoa thị. Cái dấu hoa thị này là chị em mà có xem công thức của em rồi thì hình dung được ha. Cái dấu hoa thị là để chừng nữa mình đo chiều dài nè, cái vị trí mình đo chiều dài, cái vị trí mình đo hạ nách nha. Còn cái phần từ dấu hoa thị ngược lên trên là chòm vai. Chị em mà theo dõi công thức của em lâu rồi thì thông cảm giùm em, tại vì có nhiều bạn mới vô ha, thì mấy bạn sẽ phải tìm hiểu cái này á, thành ra em giải thích luôn. Rồi tiếp theo là hạ nách thì mình đo từ dấu hoa thị xuống. Hạ nách là mình lấy số đo nách chia 2. Nách của mình đây ha, 38. Chia 2, chị em mình thích mặt rộng rãi thoải mái một tí thì mình cộng 1. Còn nếu mà chị em mình thích mặt rộng hơn thì mình cộng nhiều hơn ha. Còn mình thích mặt nó vừa sát thì mình không cộng. Ở đây thì mình may trên lụa, lụa có độ giãn nhẹ, mình cộng 5 ly nha. 38 mình chia 2 được 19. 19 mình cộng 5 ly là 19,5. Chị em mình quan sát cái vải của mình nha. Có khi vải của mình giãn chiều ngang, không giãn chiều xuôi. Có vải thì nó giãn chiều xuôi nhiều mà nó không giãn chiều ngang. Nếu mà vải mà chiều xuôi giãn nhiều thì chị em mình hạ nách ít lại một xíu. Còn chiều xuôi ít giãn thì mình hạ nhiều một xíu. Cái đó là mình để ý nha. Rồi mình kẻ đường phấn. Đường phấn hạ nách. Đường phấn hạ nách của mình là chừng nữa mình đo ngang đây là mình đo vòng ngực, mình đo ngang đây đó. Đây là đường phấn kích mà còn là gọi là vòng ngực ha. Chừng nữa mình đo ngang ngực là mình đo ngang đường phấn đó. Rồi tiếp theo là hạ eo. Hạ eo thì ở cái áo của mình, ở cái thân áo của mình đây thì cũng hạ là 14, 17. Chị em mình hạ tùy theo dáng người nha. Đây mình hạ 14, xong mình hạ thêm 3 phân nữa. Thì chị em hay có hỏi em là hạ 3 phân này để làm gì? Thì 3 phân này là mình để cho cái đường may của mình nó mượt, nó không có bị gấp khúc. Chị em mình kẻ thẳng từ trên, kẻ thẳng xuống một cái. Rồi kẻ thẳng ra một cái, ở đây nó có một cái góc, may không đẹp. Rồi ở đây nó sẽ phì ra khi mình mặc lên cái áo mình nó dư ở đây nó không đẹp nha. Cho nên có những cái đường cong 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 này chút nữa rồi em vẽ cái thân thân sau bên đây cũng vậy nha. Mình hạ 14. Nếu mà chị em cao hơn thì mình phải hạ sệ hơn nha. Mình có thể hạ là 15, 18 hoặc là 16, 20 ha, 16, 19 ha, 16, 20 ha. Tại vì người cái lưng mình càng dài thì mình hạ xuống để cho nó khớp với cái dáng eo mình. Còn ở đây là số trung bình, cái số đo của người này là 1m6 chiều cao nha. Kẻ ra đường phấn eo. Mình kẻ hai đường luôn. Chính mà cái bút. Rồi tiếp theo nữa mình đo chiều dài luôn nha. Chiều dài 53. Mình trung bình là cộng 3 phân lai. 53 mình cộng 3 là 56. Ở chiều cao 1m6, chị em mình có thể may chiều dài 51 mặc vẫn ok, 50 mặc vẫn ok nha, tùy theo mình thích lửng hay là vừa. Ở đây lửng nhưng mà vừa phải, không lửng quá. Là 53 mình cộng 3 phân lai là 56. Chị em chịu khó xem, em làm hơi chậm một chút nhưng mà khi mình xem một lần là mình hiểu hết ngọn ngành của nó thì mình không có bị bối rối, mình may nó sẽ ra sản phẩm đẹp mà mình tự tin nữa, mình không có sợ sửa, không sợ chỉnh gì hết. Rồi ở cái áo này thì khác cái thân sau của mình bình thường ha. Cái thân sau của mình bình thường thì mình bắt đầu mình vẽ cổ, còn ở đây thì mình phải xử lý cái đường sống lưng nha. Cái đường sống lưng của mình trước tiên chị em chia đôi. Có những cái áo á, thì em sẽ cho đường sống lưng của mình cái độ cong ra nó nằm trên cao, có những cái em cho nó nằm xích ở dưới một chút, là tùy theo mẫu, khi mà em hướng dẫn tới đâu thì em sẽ giải thích tới đó nha. Ở cái mẫu thân áo của mình, ở cái áo này luôn ha, chính xác cái áo này thì chị em mình đầu tiên bỏ vô 2 phân. Từ biên mình bỏ vô 2 phân, mình kẻ một đường. Mình kẻ một đường từ ở trên xuống. Từ trên cổ mình xuống.
có cái một video có thể nó chậm thêm 10 phút, hơn chậm hơn thường lệ khoảng tầm 10 phút, nhưng mà chị em mình xem xong thì sẽ hiểu từng ly từng tí, thì mấy cái sau mình không có cần phải phân vân. Còn nó nhanh hơn có một chút thôi, nhưng mà mình cắt tới cái mình nhắm chừng cái nó không có khớp y dáng mình thì mặc lên cái áo mình nó uổng lắm, đẹp hết, mà chỉ có cái sống lưng không đẹp thì tiếc ha. Rồi xong mình kẻ hai phân đều. Đầu tiên chị em mình sẽ chia đường hạ nách ra làm đôi. Mình khỏi cần tính số cũng được thì mình cứ cốp đôi thôi ha. Còn nếu chị em mình có thước cá thì chị em mình xài dễ thước tỷ lệ của mình ha. Ở đây thì cái thước hôm nay em xài cái thước này, thước con gà đây. Phúc có bán tất cả các loại thước nha mấy chị. Thước 12 con giáp. Rồi mình cứ chia là chị em mình cứ kéo thước chia làm đôi ra ha. Đây chị em mình kéo thẳng ra như vậy cũng được. Mà chị em mình kéo nó ngắn lại cũng được ha. Thì mình chia tỷ lệ, thí dụ như mình kéo gì cho nó gần cái thước mà nó không có giãn ra nhiều thì đây hai ô, đây hai ô thì chính giữa nó sẽ là đôi thôi. Đây mình chia làm đôi ha. Rồi tiếp theo nữa chị em mình sẽ, ở đây là chỗ mình chia đôi ha. Chị em mình sẽ dời lên trên 1,5. Chị em mình sẽ dời xuống dưới 1,5. Để cho cái đường cong ráp của mình á, đường ráp của mình nó không có bị nhọn chứ không có gì cả. Rồi, ngay cổ thì chị em mình sẽ giảm vô 3 mm. Từ ngoài bìa này mình giảm vô 3 mm. Rồi chị em mình sẽ gặp đường từ cái dấu 1,5 trên, mình kẻ nghiêng vô. Ở đây là tại mình kỹ nha. Cái này là tại mình kỹ. Nếu chị em mình mai không có cần ngã vô đây 3 mm, lỡ mình lỡ cắt thẳng luôn thì cũng không sao nha. Nó có 3 mm nhìn nó khó ra mà cái lỗi lắm. Rồi tiếp theo nữa là chị em mình sẽ vẽ ngang ngang cổ. Cái này nãy ủi nó không thẳng, chị cảm giác nó khó chịu quá. Nó bị phì phì lên, ủi nó không kỹ, tại vì chị xếp nó bị lặp lại. Rồi chị em mình tiếp tục là vẽ cổ nha. Chị em mình vẽ cổ là cổ chia 6 cộng 1 là đường cổ chuẩn của mình nha. Trước tiên mình xử lý cái cổ chuẩn, cái đường phấn này. Chị em mình đo qua là cổ chia 6 cộng 1 là đường phấn chuẩn nha. Cổ mình 36. 36 mình chia cho 6 là 6 phân. Mình cộng 1 là 7 phân. Đây 7 phân là đường phấn chuẩn ban đầu nha. Đường phấn chuẩn ban đầu. Tại vì lúc nãy em định gạch lên đây mà em sợ chị em mình thấy lu bu, thôi em gạch luôn để em dạy cho chị em dễ hiểu nha. Ở đây mình vô 3 mm thì ở đây cũng vô 3 mm. Rồi từ đây mình đo cổ ngang qua nè. Cổ chia 6 cộng 1 là được 7 phân ha. Chị em mình đánh dấu vô 7 phân. Là cái cổ này cổ chuẩn nha. Mình đánh dấu tròn đi, cái cổ chuẩn mình đánh dấu tròn. Rồi tiếp theo nữa là vai. Vai chia 2. Vai chuẩn trước nha. Em hướng dẫn chị em mình làm cái đường chuẩn để cái độ nghiêng của vai nó chính xác. Cái vai chuẩn của nữ nữ nha, thường á, là từ 40 cho đến 42 là cho người số đo kích 94 độ xuống. Kích 94 độ xuống ha, người béo hơn thì cái vai chuẩn nó sẽ to hơn. Trung bình thì mình sẽ lấy vai là 42, mình chia 2 là được 21. Mình đo ngang vai qua 21. Đây là hai số này là hai số chuẩn. Chị em mình sẽ kẻ cái sườn vai. Rồi bây giờ mình mới áp dụng cho cổ áo thật của mình nha. Cổ áo thật của mình thì chị em mình may. Ở đây là mình hướng dẫn cổ vuông. Cổ vuông mà mình sẽ chữ V trước nha. Cổ vuông sẽ chữ V thì chị em mình lấy cổ chia 6. Mình thích cổ rộng thì mình cộng nhiều. Mình thích cổ nhỏ, nhỏ nhất là mình cộng 1 nè. Mình thích rộng thì mình cộng nhiều. Ở đây mình cho cộng 5 nha. Cộng 5 là giống cái hình mẫu lúc nãy em đưa lên đó. Nó cái form nó y như vậy luôn đó. Chị em mình cộng 5 thì cổ 36 chia 6 là được 6. Mình cộng 5 là 11. Chị em mình đo ngang độ rộng cổ qua 11. Đây, bây giờ mình sẽ lấy số đo này nha. Số đo này là mình áp dụng nè. Rồi tiếp theo nữa là vai. Vai chia 2. Số đo của mình vai 32. 32 chị em mình chia 2. 32 chia 2 là được 16. Chị em mình đo ngang qua 16. Chị em mình đo ngay cái vị trí đường sườn của mình đây ha. Mình nâng lên chừng nào mà cho nó đúng ngay đường sườn của mình là mình áp dụng. Rồi hai cái đường mà em vừa đánh dấu là đường cổ, đường vai ha.
là mình xài hai đường này, còn cái đường cổ ban đầu với lại vai ban đầu là chỉ là đường sườn chút xíu, giải thích thêm nha. Tiếp theo nữa là ngang kích. Cắt này ra, cái này thấy cái này nó dẫn dẫn hoài rối mắt. Rồi, tiếp tục nữa là ngang kích. Kích thân sau mình lấy số đo kích chia 4. Ở đây là em có giải thích bên thân sau, thân sau cái mẫu A của mình rồi nha. Cái độ cong, cái độ cong của cái đường sườn này ha, thì chút em gặp tới em sẽ nói thêm, kích 88. Chị em mình có hai số đo vòng kích, ở đây là vòng kích mình đo phía trên, ngang nách mình đo vòng qua, ở đây đo ngang đỉnh ngực. Thì nếu mà chị em mình xài mà cái loại vải mà không có độ giãn thì bắt buộc chị em mình phải lấy số đo lớn nha. Còn cái vải mà có độ giãn nhẹ chị em mình nên lấy số đo 88. Rồi mình áp dụng, có một cái thước mình áp dụng thì mặt nó khớp, nó không có bị đùng ha, nó không bị dư luôn. 88 mình chia cho 4. Mình cộng thêm 1 phân hoặc là 1 phân rưỡi. Chị em mình thích mặt rộng thì cộng nhiều hơn ha. Còn thích mặt ôm thì chị em mình cộng ít lại. Đây thí dụ như là, thí dụ là thân áo của mình hôm cái mẫu A đây ha, là qua là 23, 88 mình chia được 22, mình cộng 1 là 23. Thì cái áo của mình cũng vậy, cái áo này cũng vậy, mình đo qua 23. Rồi ở trường hợp nha, trường hợp mà chị em mình thích mặc cái áo rộng rãi thoải mái thì chị em mình nhớ là khi mà chị em mình cắt cứ áp dụng y công thức, không cần thay đổi công thức gì cả. Chị em mình chỉ cần tăng số đo lên thì chị em mình may cái áo nó rộng rãi mà mặc nó thoải mái mà nó không mất dáng, không mất form ha. Chị em mình cứ lấy số đo, thông thường chị em mình thích may rộng một tí, chị em mình lấy số đo vòng kích, chị em mình cộng thêm 4. Cái số đo vòng eo chị em mình cộng thêm 4. Cái số đo vòng mông, cái số đo vòng nách đều cộng lên giống như bên công thức A. Bên công thức A mình có nói rất là rõ ha, chị em cứ tham khảo bên đó rồi áp dụng y như vậy. Tiếp theo là mình vô khoét nách. Mình vô khoét nách là chị em mình lấy kích chia 10 trừ 3. Ở đây kích mình 88, mình chia 10 là được 8,8. Mình trừ 3, trừ 3 thì chị em mình cứ bỏ ra 3 trước nha. Đây, cái dấu đường phấn kích của mình bỏ ra 3. Mình lấy vô 8,8. Rồi mình kẻ đường phấn này lên vai. Đây ha, mình kẻ đường phấn lên vai. Cái đường vai mà lúc nãy là đường vai chuẩn của mình á, được thì ở bên ngoài đường vai này là mình áp dụng nha. Mình kẻ thẳng lên vai. Rồi chị em mình sẽ chia cái đường phấn này ra làm đôi. Chị em mình cứ lấy thước chị em mình chia ra. Ở đây ha, thước tỷ lệ chị em mình chia rất là nhanh. Bên đây có 3 ô, bên đây có 3 ô nè. Còn nếu chị em mình kéo thưa ra thì mỗi một bên nó 2 ô. Mà nếu chị em mình kéo dài ra nữa thì nó mỗi một bên nó 1 ô ha. Đây, mình kéo dài ra thì nó cũng chính xác à. Mà kéo dài đó mất công mình kéo cái thước mình nó dài, cho nên là em thường hay em kéo ngắn ngắn là vậy đó. Rồi tiếp theo nữa là chị em mình sẽ đánh vòng nách. Vòng nách thì chị em mình sẽ sử dụng thước đa năng. Mình sẽ vẽ theo y cái thước của mình. Rồi chút xíu nữa mình chừa đường may thì mình mới xử lý tới mấy cái chỗ này nha. Còn cổ áo thì mình đã có cổ áo, mình đã đo qua cổ áo rồi thì mình chỉ khoét cổ áo xuống thôi. Mình tiện mình có thước thì mình đem thước vô mình áp dụng luôn. Cái này là phía sau là mình may cổ tròn bình thường ha. Còn nếu chị em muốn may cổ vuông thì mình may cổ vuông thôi. Cái này không có bắt buộc nha. Chị em thích may cổ vuông thì chị em vẽ cổ sau cổ vuông. Còn thích may tròn thì mình may tròn luôn. Ở đây nếu chị em mình thích may cổ vuông thì chị em mình vẽ cổ vuông xuống. Cổ vuông nếu chị em mình có thước tỷ lệ thì chị em mình dễ xử lý lắm. Mình cứ canh thước mình theo cái đường sườn vai mình nè. Ha, chị em canh thước theo đường sườn vai. Hoặc là chị em mình canh hướng bên đây cũng được. Hướng nào nó cũng giống nhau thôi. Ha, mình canh thước góc của mình y đường sườn vai. Chị em mình kẻ. Mình kẻ xuống. Mình kẻ xuống độ sâu xuống, mình muốn từ đường qua thị mình xuống 4, xuống 5, xuống 6, mình thích sâu bao nhiêu thì mình xuống bấy nhiêu. Mình cứ kẻ theo đường cây thước rồi mình kẻ ngang qua, nó sẽ thành cổ vuông hoàn hảo ha. Còn nếu chị em mình không có thước góc thì phải tính toán, nó lu bu lắm. Cho nên là chị em mình cần có cái thước góc để mà vẽ nó chính xác ha. Ở đây thì mình may cổ tròn phía sau lưng, không may cổ vuông cho mình, cho nên mình vẽ bằng cây thước tròn của mình. Chị em muốn may cái cổ phía sau cạn thì may tới đường phấn này thôi, muốn may sâu thì chị em mình hạ sâu xuống ha. Ở đây mình may xuống 1 phân. Ở đây mình may sâu hơn thường lệ 1 phân, tức là đường phấn qua thị mình ha. Đường phấn có dấu qua thị mình xuống thêm 1 phân. Không có bắt buộc nha, chị em mình thích sâu thì cứ xuống sâu hơn. Rồi chị em mình kê thước chị em mình vẽ. Còn muốn may thân sau cổ vuông luôn cũng được ha. Cái đường phấn này nó chắc cái chỗ đậm chỗ lợt. Rồi tiếp theo là tới cái eo. Eo thì chị em mình sẽ lấy eo chia 4 cộng 3.
eo mình là 76 ha. À, cái này 78 là nói cho chị cái gì có lỗ một chút đây. Cái miếng giấy trước ghi đúng mà, tại hồi nãy chị cắt đứt á. Cắt đứt cho chị ghi lại. Em xin lỗi mấy chị nha. Cái miếng giấy đầu em ghi cái lúc nãy em cắt nó phạm vô, cái em đổi lại miếng giấy khác. Cái eo chị em mình, nếu như chị em mình thích rộng thì chị em mình lấy cái số đo eo ở dưới, còn chị em mình thích may vừa mặt thì mình lấy số eo trên nha. Eo 76 mình chia cho 4 là được 19 ha. Mình cộng thêm 3 là 22, mình đo từ đường phấn đầu sống của mình vô 22. Rồi chị em mình kẻ thẳng đường này lên. Rồi xong chị em mình mới kẻ lên lên ngực ha. Nếu chị em mà mình kẻ cái đường thẳng như vậy thì mình may vẫn ok, nhưng mà nó không đẹp. May được nhưng nó không đẹp, tức là may nó sẽ bị chật ngang cái đỉnh ngực mình nha. Cho nên mình phải dùng thước. Thước số 3 thì các cái loại thước ở đây thì Phúc có phân phối nha mấy chị. Mấy chị cần mua thước mấy chị cứ liên hệ với Phúc. Cái đường cắt này nó có cái đường độ cong, cái đường may nó có độ cong thì chị em mình mặc lên nó khớp với cơ thể mình, nó không có đùng. Ở trong phần bình luận em có để số điện thoại của Phúc á. Rồi tiếp tục nữa là tới ngang lai. Ngang tùng áo của mình ha, tức là ngang lai áo thì chị em mình sẽ lấy số đo mông. Cái eo lúc nãy mình sử dụng rồi tới mông. Mông chia 4. Mông chia 4 cộng 1. Cái mông ở số đo mông của mình là 98 ha. Chia cho 4 là được 24,5. Cộng 1 là 25,5. Chị em mình có những mẫu áo mình không có cộng nha. Có những mẫu áo lửng là ngang phía sau mình lấy bằng luôn, mình không có cộng thêm phân nào nha. Ở đây là mình cộng thêm 1 phân. Rồi chị em mình sẽ kẻ cái đường phấn mông ra. Từ đường phấn dưới này ha, chị em kẻ ra. Nếu chị em không có thước chị em kẻ ra, rồi chị em phải dời ra 3 mm ha. Còn nếu chị em có thước chị em lấy thước chị em kẻ luôn vẫn được nha. Chị em áp dụng theo thước vẫn được ha. Tại vì áo lửng này nó không có cần phải, nó không có cần phải thẳng cái đoạn này, cho nên chị em cứ dùng thước luôn vẫn được. Rồi cái độ cong chỗ này cũng vậy nè. Chị em thấy vậy chứ mình phải lấy thước mình rà lại thì nó mới đẹp. Đây nếu chị em có thước thì chị em rà. Một là chị em mình lách vô xíu nè, nó có độ cong nè. Nó chỉ có 1-2 mm thôi, nhưng mà cái đường may của mình nó rất là đẹp. Rồi tiếp theo nữa là mình vét cái lai phía bên sườn áo của mình lên. Tối đa là 1 phân ha. Rồi cái phần mà chị em mình, cái phần mà chị em mình hạ xuống để mình làm cái độ nghiêng để mình xẻ ha, thì cái độ hạ xuống là chị em mình lấy 1 phần nhọn nhiều nhất là 1/20 của số đo mông. Thí dụ như chị em mình lấy 1/20 của số đo mông là cái mông mình 98 nè. Nếu mà chị em mình đem chia 10 á, là nó là 9,8. Rồi chị em mình lấy cái số 9,8 nó chia đôi là 4,9 nha mấy chị. 4,9 là chị em mình nhọn xuống tối đa là 4,9. Nhưng mà ở đây thì em không thích nhọn nhiều lắm, cho nên em chỉ lấy 4,5 thôi ha. Mình 4,4 thôi ha, mình trừ lại 5 ly. Cái độ nhọn mình giảm lại một tí ha, giảm lại 5 ly. Tuy nhiên chị em thích mà cái độ nhọn nhiều thì chị em cứ hạ xuống cho đủ ha. Còn ở đây mình giảm lại 5 ly. Rồi chị em mình kẻ ngang một đường. Một chút thôi ha, kẻ vô một chút thôi chứ không cần là kẻ vô nhiều quá. Mình chỉ kẻ một chút thôi. Rồi tiếp theo nữa là bây giờ mình sẽ tạo cái sống lưng nha. Mình sẽ tạo cái sống lưng. Thì bây giờ chị em mình, nếu như mà em cho nhắm chừng á thì nó rất là nhanh, nhưng mà chị em mình sẽ mai nó sẽ khớp với người này mà không khớp với người kia, cho nên mình phải tính tỷ lệ nha. Thì tỷ lệ như thế nào? Tỷ lệ á là lấy cái số đo mông. Chị em mình lấy số đo mông, chị em mình sẽ trừ cho số đo eo ha. Mông trừ cho eo thì chị em mình sẽ ra cái đáp số. Ở đây là 98, mình trừ ra cho 76. 98, 76 là còn 22 đúng không Phúc? Dạ, 22. 22 chị em mình chia cho 10 là 2,2, thì chị em mình sẽ bỏ cái eo mình vô 2,2. Thì khi chị em mình may xong cái áo nó khớp với cái lưng của mình. Còn nếu mà trừ trường hợp mà thí dụ như cái mông là 98 mà cái eo là
83, 84 thì chị em lấy cái số bên đây, chị em mình trừ cái eo rồi chị em mình cũng lấy cái số còn lại đó chia ra 10. Có những người thì mình chỉ có thắt vô cong vô có 1,5 hoặc 1,3 ha, chứ không phải là ai cũng vậy. Có người thì chỉ cong vô có chút xíu thôi, 7 ly cũng có nha, có người là không cong tí nào luôn nha, cho nên cái này là tùy theo cái dáng của mỗi người. Rồi chị em mình sẽ kẻ đường đường phấn này nằm trong cái khung 3 phân này thẳng. Rồi chị em mình sẽ kẻ cái đường phấn mình mới vừa đánh dấu đây ha. Ráp lên vị trí này. Nếu mà chị em mình có ý ha. Chị em mình có ý thì chị em mình chia đôi khoảng này ra. Bây giờ em sẽ đánh dấu luôn nha. Ở đây từ ở đây xuống đây là 22 thì ở giữa nó sẽ là 11. Rồi chị em mình sẽ cho nó vô, lách vô. Tối đa là 3 mm ha. Lách vô xíu, chị em mình kẻ vô. Rồi chị em mình kẻ xuống. Thì cái đường này nó sẽ có một chút xíu, nó cong một chút xíu nè. Khi chị em mình may mặc lên rồi nó sẽ không có bị phì chỗ nào hết, nó khớp với cơ thể mình luôn. Rồi cái phần chỗ mới thì của mình nè ha, chị em vẽ thì cắt cái thì nó có cái góc, cho nên chị em có thước thì chị em lấy thước chị em mình rà lại xíu thì nó sẽ rất là ok luôn. Rồi còn cái phần tiếp theo từ ở cái eo mình xuống, tùy theo chị em mình thích cái độ hở như thế nào. Mình thích cái độ hở của cái chỗ xẻ như thế nào. Nếu mà mình thích mà độ hở nhiều thì mình cứ từ đây mình thẳng xuống luôn. Khi mình mặc nó hở ra xíu. Chờ em tí. Đây cái độ hở chỗ này đây. Khi mình mặc lên là cái áo mình nó có cái độ hở như thế này. Còn nếu chị em mình muốn may nó hở ít hơn thì chị em mình sẽ chỗ này mình sẽ dời xích ra một chút. Còn mình muốn có cái độ hẻ cho nó dễ thương thì chị em mình cắt thẳng xuống luôn. Từ đây vô đây 2,2 thì ở dưới cũng 2,2 thẳng xuống ha. Tóm lại là từ đây vô đây 2,2 thì ở dưới đây vô 2,2 hoặc là 2 hoặc là 1,7 cũng được nha. Ở đây mình cho thẳng xuống nha. 2,2 thì ở dưới đây cũng 2,2. Tại vì mình thích mặt nó hẻ nhiều xíu. Mình làm đồ cho khách mình thì mình hiểu ý khách của mình ha. Rồi chị em kẻ từ đường phấn eo kẻ thẳng xuống luôn ha. Chị em mình có thể là kẻ xéo ra nha, có thể là kẻ xéo ra theo ý của mình thích nha, chứ không có bắt buộc ha. Có thể chị em mình kẻ xéo ra như vậy. Rồi xong cái phần còn lại thì chị em mình sẽ kẻ từ đường phấn bên này qua bên đây thì chị em mình sẽ đặt thước lên. Cái này mình kẻ luôn đi ha. Rồi hả đang hả. Rồi chị em mình sẽ chia cái đoạn này ra làm hai, chị em mình có thể quằn xuống một xíu. Hoặc là chị em mình có thước thì chị em mình dùng thước nha. Ở đây chị em mình dùng thước thì nó rất là ok. Chị em mình dùng thước ha. Hoặc là chị em mình thích cái độ cong hơi nhiều, độ tròn hơi nhiều thì chị em mình dùng thước này nha. Cái này là tùy ý. Cho nên là ở đây mình có thước thì nếu chị em nào có thước thì chị em nên theo thước nha. Ở đây mình theo thước đây. Chị em mình có thể bắt từ góc này, chị em mình vẽ lên, chị em mình có thể là bỏ vô tối đa là 4 phân. Rồi chị em mình vẽ. Nếu mà chị em mình bỏ vô như vậy thì chừng nữa mình dễ lên lai. Mình dễ lên lai áo, cái lai của mình nó có cái độ ngang chỗ này mình dễ lên ha. Còn mình thích ra tới góc luôn cũng được, không có sao cả. Đây nếu chị em mình không có thước thì chị em mình phải kẻ một cái đường thẳng. Rồi chị em mình chia đôi cái đường này ra, rồi chị em mình phải quằn xuống nó cực cong ha. Còn đây mình có thước. Mình kẻ một phát một lần ngay luôn. Cái đường này mình bỏ rồi đó, mình sử dụng đường dưới. Cái đường đầu sống lưng của mình ha, chừng nữa là mình chừa đường may. Em xin lỗi. Đây ha, mình chừa đường may ở trong. Chứ không, mình không phải là cắt theo đường này, cắt theo đường này nó to mai nó cái áo mình nó sẽ bị gạch nha, mình chừa đường may đều. Chút xíu này em vẽ đường may luôn. Bây giờ em vẽ đường may luôn nha mấy chị. Cái lai áo của mình thì mình lấy theo cái cây thước của mình luôn ha. Em đồ lại để cho chị em mình dễ hình dung. Rồi, bây giờ cái đường sườn mình chừa luôn. Chị em mình có thể, em nhắc lại nha, chị em mình có thể cho nó nhả ra chút xíu ha. Còn ở đây em thích là có cái độ xẻ nó hẻ một chút. Rồi mình chừa 2 phân đường may. Từ ở trong đây là mình chừa ra 2 phân đường may.
chị em mình không quen thì chị em mình đo nha. Cổ áo chị em mình phải chừa đường may nha, tại vì cái cổ áo của mình đây là mình chừng nữa mình may nẹp cho nên mình chừa đường may. Chị em mình muốn cái cổ này chị em mình muốn chừa đều cũng được, ở đây chừa đều lên cũng được mà chị em mình muốn chừa xuống cũng được nha. Cái cổ thì định độ rộng chị em mình thích, thích rộng thì cứ hạ xuống thêm. Rồi đường sườn vai mình chừa 1 phân. Cái phần vai này mình vẫn chừa ra 1,2 ha. Rồi mình vẫn lấy thước mình lắp nghiêng giống y như thước của mình. Ở phần giữa này, chỗ mà này mình cắt bằng. Rồi nách mình cắt bằng đường phấn. Sườn hông thì vẫn cắt theo cái áo bình thường của mình nha. Theo những cái thân áo bình thường của mình. Mình chừa 1,5 hoặc 1,2 tùy ý. Chị em nào mà cái mông nhỏ thì chị em mình lấy độ cong nhẹ hơn nha. Cái mông mình, cái phần hông của mình á nhỏ thì mình lấy cái độ cong này ít hơn xíu. Cây thước này nó cong chị em mình vẽ nó dễ hơn, nó nhỏ gọn dễ vẽ hơn. Rồi cái ở đây là cho cái dáng trung bình, cái thắt lưng trung bình. Bây giờ mình muốn điểm nhấn mình rõ hơn ha, mình muốn cái chỗ xẻ điểm nhấn mình mặc lên nhìn rõ hơn thì chị em mình sẽ cho eo vô một chút chỗ này. Cái này là em bổ sung nha. Em bổ sung vô để mình nhấn cho nó đẹp hơn. Thì là chị em mình xẻ xuống tới đâu là vừa. Thì chị em mình phải xẻ sâu hơn cái đường hạ eo mình. Sâu hơn cái đường dưới này nha. Đây, phải xẻ sâu hơn cái đường này. Xẻ sâu hơn cái dấu hoa thị nhỏ của mình. Từ 3 cho tới 6 phân. Để cho nó kín. Tại vì nếu mà chị em mình xẻ cao, nó sẽ mình mặc cái quần mình, cái lưng quần hoặc cái chân váy mình, cái lưng tới đây thì mình xẻ lên tới ở trên thì mặt sẽ nó sẽ hở ra một chút xíu cái đường lưng xương sống của mình nha. Ở đây là em sẽ cho kín xuống 6 phân. Chị em mình thích kính xuống bao nhiêu thì tùy ý, nhưng mà trung bình là từ 3 đến 6. Rồi, chị em mình muốn may mà nó cho cái điểm nhấn nó rõ hơn ha, cái nét nó rõ hơn thì chị em mình sẽ vẽ như thế này. Chị em mình sẽ vẽ cái phần. Em xin lỗi. Chị em mình sẽ vẽ như thế này. Đây ha, lấy theo đường sống lưng của mình nha. Mình vô thêm một chút nữa. Mình lấy theo thước thì nó cong vô tối đa là 5 ly. Rồi chị em mình sẽ cho nó xéo ra y đường cũ. Cái này là em cố tình em nhấn vô để cho cái dáng áo em nó nổi lên ha. Mình mặc vô mình cảm giác cái eo mình rất là nhỏ luôn. Tại vì nếu chị em may theo đường chuẩn ở phía bên ngoài này thì khi chị em mình mặc lên á thì nó sẽ lơi cái phần eo, nó không sắc thì nhìn nó hơi hơi cứng tuổi một chút, còn mình thắt sát vô thì mình mặc nhìn thấy trẻ trung ha. Rồi, cái đường này tại em cố tình em vẽ màu đỏ để em đồ lên em nhắc nhắc mấy chị ha. Là cái điểm này là mình eo vô thêm 5 ly nữa thì chị em muốn cho nó đẹp thì chị em mình lấy thước cong. Mình đặt theo một đoạn ở đây y như đường phấn. Rồi mình kéo nó xuống thêm từ 3 phân cho đến 6 phân. Rồi cái nếu như mà mình làm tới đó thì ở ngoài mình cắt cũng mình cũng vô thêm giống vậy luôn cho nó mượt nha. Đó. Chừng nữa mình may cái dáng nó rất là đẹp luôn. Còn nếu mà chị em mà cắt thẳng như vậy thì may cũng được nha, nhưng mà nó không có sắc bằng thôi. Em làm nó hơi dài một chút, nhưng mà tại vì ý em là cái điểm nhấn chỗ này để chị em mai mốt áp dụng cho các cái áo khác luôn. Rồi bây giờ mình cắt luôn nha. Các cái loại thước á, thì bên Phúc có bán đầy đủ nha mấy chị. Mấy chị xài thước nào thì mấy chị liên hệ với Phúc. Số điện thoại của Phúc là 0965 9988 15. Là Phúc là cái người quay phim cho em đây ạ. Là Phúc sản xuất rồi phân phối luôn đó mấy chị, không có qua trung gian nào hết. Cái chất liệu thì hoàn toàn bằng inox hết à, tất cả các cái loại thước. Rồi các cái phụ liệu nha, phụ liệu keo chỉ nút rồi kéo các thứ Phúc có bán đầy đủ hết à. Em làm cái thân sau này nó chậm hơn những cái thân sau khác là bởi vì tiếp theo em sẽ làm áo tay liền thì em chỉ giải thích cái phần tay liền thôi, còn những cái phần xẻ lưng này thì mình sẽ áp dụng theo công thức này là được ha. Mình khỏi có vẽ lại, mình khỏi có đồ lại, mất công nó lâu. Rồi chị em cắt lắp vô 30 ly nè ha, để tạo dáng ha.
Nếu như mà em vẽ từ đầu luôn, em vẽ từ đầu luôn thì chị em mình làm theo, nhưng chị em mình sẽ không có nhớ rõ, cho nên em cố tình em nhấn á. Rồi chừng nữa mình may là mình sẽ tới đây. Mình sẽ tới vị trí này. Cái áo này hoàn toàn không có bend nha mấy chị. Cái độ cong ở đây thì cũng tùy theo dáng mỗi người nha. Nếu ở đây mình cảm thấy đây khách của mình ốm không có tròn lắm thì ở độ cong này mình giảm dần xíu. Giảm xíu được nha. Đây em giảm cho mấy chị tham khảo ha. 1 mm hoặc 2 mm hoặc 3 mm chứ không có nhiều nữa. Là tùy theo dáng của người khách của mình. Thì khi em cắt một tí xíu thì chừng nữa mình may sẽ lấn dần xíu. Thì khi mình may lên là nó khớp với dáng luôn. Tuy là áo không ben nhưng mà mặc vô nó rất là gọn. Bây giờ mình kết thúc video nha mấy chị.